A few moments later. Sao Hàn Quốc chờ đợi, bây giờ cuối cùng cũng tới lượt mình tiêm rồi. Oh my god. Hôm nay sẽ là cuộc hành trình tiêm vaccine mũi thứ hai của mình. Sẽ có rất nhiều điều đặc biệt lắm đây. Và ok, muốn biết điều đặc biệt gì á thì coi hết clip này nha. Và được rồi, vô thôi. Vì lần này tiêm không có bị đỡ giờ như lần trước nữa, cho nên tụi mình đã tới rất là sớm và đứng ngoài cổng chờ đợi. Má ơi, nó đông thế rồi luôn. Ngọc Linh 81, vậy đương nhiên mình cũng học ở 81. Hello. Hello đi mọi người. Trời ơi, hello hoài vậy. Khúc này được đi vô rồi nè. Mà toàn là những con người hoan gọn không à. Bởi vì cái cửa lớn vậy mà cũng chui qua không lọt nữa đó hết chứ. Xin chào cả nhà yêu của Kem. Hello đi bơi. Người quá quen rồi. Từ những ngày đầu làm video thì bạn Tiết B là người xuất hiện nhiều nhất trên kênh của mình đó. Hello đi. Bây giờ tụi mình đang ngồi đợi để mà chuẩn bị đi tiêm. Hello đi Hải. Hello đi Hải. Sau khi coi lại cái video này thì mình cảm thấy video gì đâu mà tàn hello không? Sau khi ngồi đợi một hồi thì bây giờ tụi mình đã được đi khám. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà nói hello nữa. Lần này thì tụi mình không có khám như lần trước nữa, mà người ta chỉ hỏi là sao khi mình tiêm mũi 1 thì có bị nóng sốt hay không. A few moments later. Sao Hàn Quốc chờ đợi, bây giờ cuối cùng cũng tới lượt mình tiêm rồi. Oh my god. Tiêm xong rồi, mọi người ở lại vui vẻ, mình đi trước đi. Trời ơi, còn nhảy nhót nữa. Lúc này là mình ngồi đợi để mà lấy giấy xác nhận tiêm hai mũi vaccine của mình. Tomorrow. Khúc này là mình lấy giấy xong rồi nè. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên nhấn like, share và subscribe. Nhớ những cái chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất khi mình ra video mới đó. Và bây giờ thì bye bye.